cấm ở trong cái turn thứ hai của mình. Và như là bên phía của Solo Leveling vẫn đang ưu tiên cấm thêm một lượt cấm vào Galio để trừ trường hợp là Camille hoặc là Nautilus với là một mới đảm bảo vị trí đi rừng. Thì thêm Galio vào trong đội hình của Holy Sports sẽ tạo ra một bộ đánh có rất nhiều những chất tướng chống chịu và hiệu khống chế. Và thậm chí là Galio kết hợp chung với Camille và để Nautilus đi rừng thì cũng sẽ tạo ra bộ ba bắt lẻ cực kỳ tốt dành cho Holy Sports. Nhưng có lẽ rằng với cái chiến thuật kiểu như thế này thì việc mà đi xin đánh một con Nautilus đi rừng còn tôi nghĩ là hơi khó để thể xảy ra. Chúng ta có thể sẽ thấy được một Corki gục được giữa trong vị trí của Coyote, và Hoài Ninh thì sẽ quay trở lại với con tướng đây là quen thuộc của mình trong vai trò là xạ thủ. Đây có thể sẽ là một cái cách triển khai đội hình với những con tướng đã được lựa chọn từ bên phía của Esports, và họ sẽ để lựa chọn cuối cùng lại dành cho vị trí của Isin. Tôi nghĩ rằng đây có thể sẽ là một ván đấu mà Aatrox vẫn đang chưa bị cầm đi, ta có thể đánh được, hoặc thậm chí có thể sẽ là Lee Sin. Rồi, và cũng đã có luôn Lee Sin. Đội hình của Solo Leveling cũng là một đội hình không cần chờ đến quá late thì mới có được sát thương, mà thậm chí là sát thương của họ giai đoạn đầu trận thì cũng là rất vượt trội, thậm chí là còn đang vượt trội hơn so với bên phía của đại diện của khu vực Việt Nam chúng ta phía bên kia. Chờ xem là lượt pick cuối cùng là bên phía của Huawei Sports đang muốn nhắm tới vị tướng nào đã. Đó sẽ là On, vậy vẫn sẽ là một Nautilus đi rừng. Với Nautilus đi rừng này thì bắt buộc là các bạn sẽ phải lên rất nhiều sức mạnh phép thuật ở những món trang bị đầu tiên rồi để đảm bảo cái khả năng dọn rừng và tốc độ dọn rừng được nhanh. Thì cái kèo Nautilus đi rừng đối đầu với Lee Sin thì xét riêng về những trận thi đấu hạng thì tôi cũng đã đánh gặp khá nhiều, gặp tầm 5 đến 6 trận rồi. Thì những cái cấp độ đầu ấy, nếu như bên phía của việc khó nhất của Nautilus có lẽ sẽ là cần phải kiểm soát tầm nhìn và hạn chế những pha gọi là cướp bóc tài nguyên rừng ở trong phần rừng của mình mà thôi, khi mà tốc độ và cái sự cơ động chính là điểm mạnh của Lee Sin để có thể cướp được những cái bãi quái nhỏ nhỏ trong phần rừng của Nautilus. Nhưng mà sau cấp độ 5 thì Nautilus cũng sẽ không ngại con Lee Sin này, thậm chí là còn một counter cứng. Nhưng mà khi mà chỉ cần dính cái thủy lôi tầm nhiệt thì Lee Sin có bay đến đâu cũng sẽ vẫn bị hất tung lên. Và khi bị hất tung rồi thì Nautilus sẵn sàng tung ra cú tốc biến và thêm cả cái móc mỏ neo. Nó sẽ là bộ ba combo mà khiến cho Nautilus tạo ra một lượng đam rất lớn để khiến Lee Sin không kịp phản ứng gì thì cũng sẽ gặp nhiều sự nguy hiểm và bị kéo máu rất là đau. Cho nên là rõ ràng là trước cấp độ 5 thì bên phía của đại diện Việt Nam sẽ cần phải đánh hết sức cẩn trọng. Đồng ý, chúng ta sẽ phải có những sự cẩn trọng ở trong những cấp độ ban đầu. Hoàn toàn có thể sẽ là những cái bước di chuyển cắm mắt để né đi những tình huống đối phương có thể gank. Thực ra thì với các bài Lee Sin, nếu như hai cung đánh tốt thì hoàn toàn có thể kêu gọi những tình huống xâm lăng rừng sớm được, bởi đối phương cũng có một trụ, một cái dọc khu vực đứng giữa tương đối mạnh với khả năng đẩy đến từ cả con Lucian cũng như là sự cân đối ngày mai với cuộc đối đầu cùng với cả đó là No Sponsor Team. Nhưng ngày hôm nay chúng ta chưa đánh hết nên để xem ở trong những ván đấu còn lại thì cái màn thể hiện của sẽ là như thế nào. Và chúng ta cũng đã đến với những bước di chuyển đầu tiên của ván đấu thứ hai này rồi. Lee Sin sẽ khởi động cho mình vòng rừng tại đâu đây? Có lẽ chờ một chút. Còn bên phía của Haku, anh ta đã cắm mắt một con mắt kiểm soát ở trong xung quanh khu vực bùa xanh. Sau đó sẽ khởi động vòng rừng với khu vực nửa dưới lên trên. Và Lee Sin cũng là tương tự, đã bắt đầu xuất phát với vòng rừng bùa xanh của mình. Một vòng rừng hướng lên khu vực cánh đường trên đến từ cả hai, nhưng rõ ràng là tốc độ dọn rừng sẽ không thể nào nhanh được bằng so với cả Lee Sin. Và để xem là DC sẽ chờ phản canh hay anh ta sẽ làm gì. Có thể đây sẽ là một cái động thái kiểm soát của trên đến từ DC mà thôi. Rõ ràng là anh ta cũng sẽ không có quá nhiều cái khả năng can thiệp sớm được. Trong khi đó khu vực đường dưới thì nhìn vào một lượng máu, chúng ta đang nhìn thấy Hoài Ninh và SK đang có được những turn trao đổi chiêu thức cấp độ 1 là lời hơn so với Jun và Faye ở phía bên kia. Jun đã ăn cho mình một cái hạt hồi phục, còn Faye thì chỉ cần cho mình nửa cây. Anh ta sẽ hồi phục bằng nội tại đến từ con bài Gragas này. Và Coyote mới là người cầm con Saiya, và anh ta sẽ cầm Saiya để đi khu vực đứng giữa với Lucian. Đây là một cái sự trao đổi tôi nghĩ là hợp lý và cần thiết, tại vì Saiya ở những cấp độ đầu tiên mặc dù đọ sát thương nếu mà solo all in với Lucian thì có lẽ là không lại, nhưng về mặt tốc độ đẩy lính thì Saiya hoàn toàn hơn. Với một chiêu 1 và chiêu 2 là đã đủ để cho Saiya tay Coyote có thể có được tốc độ dọn lính nó không thua thiệt so với Lucian ở phía bên kia rồi. Điều này cũng sẽ đáp ứng được cái câu chuyện là cái áp lực của đường dưa nó sẽ không được tạo ra với những thế lính đẩy liên tục vào. Chúng ta sẽ có cơ hội để có thể đánh song phẳng cùng đối phương ở trong những cái tình huống mà Lee Sin có xâm răng rừng đi nữa thì vẫn sẽ có Coyote vào trước. Đây là một cái động thái chúng ta đang thấy được, đến 3 thành viên của bên phía UA đang kiểm soát khu vực nửa trên. Họ muốn giúp cho Lee Sin có được con cua đầu. Và Faye cũng đã lên đây rồi. Như vậy thì khu vực đường dưới cũng sẽ chỉ là một kèo phong hòa đến từ hai chất tướng xạ thủ bị bỏ lại và thôi. Còn khu vực đường trên chúng ta cũng sẽ hỗ trợ cho thầy bà để nuốt đợt lính, và như vậy cũng sẽ không chịu sự thua thiệt nào về mặt lượng kinh nghiệm bị mất đi.
đây là một cái bước di chuyển rất có lợi dành cho bên phía Huế Esports và hoàn toàn Chicker, tại vì cả hai người chơi đi rừng của chúng ta thì đều xuất phát từ khu vực nửa dưới lên trên. Cho nên với con cua vừa được lấy đến từ cả bốn thành viên thì vị trí của DeeSin hoàn toàn có thể lấy lợi thế với việc là anh ta có thể kiểm soát được đến hai cua ở trong cái trận thi đấu này. Nhưng mà vì vừa rồi bên phía của DeeSin cũng đã tận dụng cái vòng rừng để farm nốt bãi đá, cho nên anh ta cũng đã về hơi lâu, cho nên con cua ở nửa dưới hai cua cũng đã có một tình huống vòng ngược lại để có thể kiểm soát. Về mặt những bãi quái rừng thì đang không có sự chênh lệch đến từ cả hai người chơi. Nhưng câu chuyện là cấp độ 5 đã có đến từ DeeSin, không có bất kỳ một sự xâm lăng nào của Haku. Vì vậy, ở thời điểm này thì DeeSin hoàn toàn có thể đánh một cách tự tin hơn được. Như anh ta đang đứng trên tầm nhìn của đối phương, cũng là một cái bước di chuyển kiểm soát lượng tầm nhìn tốt nữa đến từ phía của Solo Leveling trong việc là né đi một tình huống đối phương có thể sang gánh. Và bây giờ thì họ chính là người có thể muốn mở cho pha thi đấu này một tình huống nộ long cước. Cũng hơi hỏi chấm khi mà đấy là một con on full cây máu, hơi sợ à, hơi hoảng đến từ Haku khi mà thấy một con on cứ lù lù đi vào mặt mình. Chính xác, tầm này thì, và đặc biệt là quan trọng là anh ta cũng đang không có tầm nhìn ở phía sau. Có lẽ anh ta nghĩ rằng cũng không chỉ có một mình on, và biết đâu đó một Nautilus lộ ra thì sẽ là một pha mà chính anh ta tự đặt mình vào thế nguy hiểm đó. Đây chính là cái điều khó chịu mà Lee Sin khi mà đối đầu với vị trí của Nautilus. Lee Sin cũng sẽ không dám là quá lỏng chân ở trong những tình huống bay múa và gây đột biến của mình, mà anh ta sẽ luôn suy nghĩ rằng Nautilus của đối phương ở đâu. Và khi mất tầm nhìn của Nautilus thì Lee Sin cũng sẽ bị hạn chế đi cái sự chủ động. Và đây sẽ là pha tụ người với ba thành viên đến từ Huawei Sport. OT đang yếu máu, bật luôn cho mình chiêu cuối và giật lông giữ chân được vị trí của Jun. Tốc biến móc trượt đến từ bên phía của Lee Sin, nhưng vẫn có một tình huống hỏa dương hiệu triệu tốt đến của SK. Thêm cả thiếu đốt, SK có được cho mình cái điểm chiến công đầu, móc chính xác vào người chơi ơi, hỗ trợ phía bên kia, Faye phải lên bàn điểm số. OT đã bán rất nhiều máu để có thể tạo ra tiền đề trong cú mở tới pha tấn công vừa rồi cho bên phía đội của Esports, nhưng không được dưới một tình huống đã hồi lại đội long cước lao vào. Anh ta cố gắng giữ lựa sát tường để có thể hạng gốc đi được Hoài Ninh. Một tình huống combo tốt đến từ Haku với pha xử lý đội long cước sớm. Nhưng cũng phải nói là rằng ở tình huống trước đấy không được giữa đấy, một pha thi đấu mà Jun cũng đã quá cẩn thận cho tình huống tập biến đầu tiên của mình, và qua đó anh ta không có những công cụ để về nữa. Một tình huống sật lông giữ chân và nó đem về cho Coyote và những người bạn đến hai điểm hạ cùng của khu vực đứng giữa. Chúng ta đang có một chút lợi thế về mặt lượng tiền, và như đã nói rồi, đội hình với chất tướng về late game, nhưng đội hình của Esports đang có một cái triển khai trong chiến thuật ban đầu nó tốt để giúp cho họ đang vươn lên dẫn trước về mặt lượng tiền, và qua đó thì thế đánh nó sẽ vẫn là rất dễ dành cho đại diện từ khu Việt Nam ở trong ván tiêu thứ hai này. Sai, và họ cũng có được một cái sự tự tin hơn rất là nhiều về mặt kỹ năng cá nhân nữa, nhưng mà sẵn sàng đánh và đánh theo dạng là dẫn dắt, đánh phủ đồng vào đội hình bên phía của Solo Leveling, ép đối phương phải đánh theo cái lối vận hành của mình. Lee Sin thậm chí lại là người ganh tốt hơn và ganh sớm hơn so với con Lee Sin ở phía bên kia của đối phương. Đó chính là cái sự chủ động và sự tự tin. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn mục tiêu, và có vẻ như là Lee Sin đang hơi muộn màng để có thể tiến ra được con sứ giả rồi, cho nên anh ta sẽ quyết định là không đánh trực diện nữa, mà sẽ kiểm soát ngược lại cho mình cái con rồng nước này với sự hỗ trợ đến từ vị trí của Hoài Ninh. Trong cái đó SK hất tung được thành công vị trí của Faye lên. Hoài Ninh đang cầm sẵn cho mình cái gói hàng, có thể tung ra gói hàng để gây khó khăn cho đối phương và kéo máu cũng được, nhưng quyết định là đánh khá an toàn đến từ Hoài Ninh và đang giữ cái thảm lửa của mình. Có lẽ cũng đã có những thông tin rằng là vẫn còn đó là thùng rượu nổ đến từ Faye, thế nên ở trong pha thi đấu vừa rồi Hoài Ninh không dám bắt băng cắt ngang, bởi anh ta sợ một pha thi đấu đối phương sẽ hất được mình về trong tầm trụ thì sẽ là khó hơn dành cho Hoài Ninh. Sự an toàn cũng sẽ giúp cho bên phía của Esports vừa rồi có được điểm hạ cục của người chơi hỗ trợ đối phương, thì tình huống tả sứ giả này cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Và bằng trụ đến từ vị trí của T3, anh ta chiêu cuối tối hậu thư thẳng mọi người cho A, và chắc chắn cho A sẽ không thể về được sau ván thi đấu này. Chúng ta tiếp tục có tình huống tấn công thành công và đem về thêm cả một cái trụ một khu vực đứng giữa nữa. Ở khu vực đứng dưới thì sẽ là tình huống phòng thủ đến từ cả DeeSin cùng với đó là Coyote, và có lẽ rằng tốc độ ăn trụ sẽ chưa thể nào nhanh được so với tốc độ hút của con sứ giả, nhưng việc lấy được trụ khu vực đứng giữa nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều khi mà chúng ta mở ra được thế kiểm soát ở những mục tiêu lớn tiếp theo. Rồi, vậy là bên phía của Haku đang không tìm được ra bất kỳ một cái cánh đường nào để có thể khai thác ngoài cái cánh đường dưới, khi mà đội hình của Huawei Sport vẫn đang để cánh đường rồng của chúng ta là cánh 1.2. Vì vậy sau hai pha ganh và thậm chí là đầu tư luôn cả con sứ giả thì bên phía của Solo Leveling cũng đã gỡ được lại một lượng tiền là khá đáng kể với tình huống lấy được trụ đầu vừa rồi. Nhưng bên phía của Huawei Sport có lẽ họ cũng khá hài lòng với việc là những tình huống di chuyển ra khu vực đứng giữa thì những người chơi đảm nhiệm đứng giữa của họ cũng sẽ có được một lượng tiền đến từ lớp giáp trụ, và họ cũng đã kiểm soát được con rồng ở trong trận thi đấu này. Đội hình lên game hơn thì đánh về điều kiện kiểm soát được bộ lợi rồng cũng sẽ là ổn. Với 2.000 tiền chênh lệch trước đấy thì việc để cho đối phương có trụ đầu cũng như là lớp stack trụ cũng đang
không giải quyết được vấn đề về lượng tiền chênh lệch ở thời điểm này dành cho Solo Leveling. Họ vẫn đang để thua so với cả Hua đâu đấy khoảng độ tầm hơn một nghìn tiền. Điều đấy đồng nghĩa việc là sứ giả đang không giải quyết được quá nhiều vấn đề câu chuyện chênh lệch về mặt lượng tiền, và chúng ta vẫn đang có lợi thế trong việc là lên được sớm hơn những lượng trang bị để đối đầu với đối phương. Haku đang vào góc, anh ta đang muốn có đồ đóng cước, chắc chắn sẽ có điểm mã cùng chập qua thiếu này. Tình huống tiếp tục tấn công thành công nữa đến từ Haku. Haku vẫn đang lựa chọn mục tiêu là khá khôn ngoan khi mà anh ta đang đánh thẳng vào cái cánh một của Huawei Sport, và anh ta cũng đang nhận định được rằng đó sẽ là một cái cánh mà sẽ rất ít những khả năng có thể bảo bọc. Đừng chơi có một cú tốc biến đến từ DeSin. Anh ta tốc biến combo full combo của mình vào vị trí của Jun, và chắc chắn là Lucian không thể thở được với pha combo vừa rồi của Nautilus. Nhưng double kill lại thuộc về SK. SK đang pha mạng khá tốt. Lee Sin vừa rồi thì hình như là anh ta bị khống chế đến chết thì phải. Đầu tiên là một tình huống đánh nội tại đến từ DeSin, và sau đấy thì xung kích bỏng cháy vào cột của SK. Nó đem về hai điểm cùng cho người chơi hỗ trợ của chúng ta, và bây giờ thì họ đã có định cắm trại ở khu vực đường trên để tìm kiếm thêm cho mình những điểm bạo ngục nữa. Còn khu vực đường dưới này thì T3 vẫn đang rất cẩn thận với những tình huống xử lý của mình. Mặc dù là nếu như so với mặt sát thương thời điểm này, tôi nghĩ rằng là T3 hoàn toàn có thể có lời, nhưng anh ta đang chỉ đánh nhấp nhả rất khó chịu, và qua đó thì hạn chế được những cái phạm vi di chuyển của Riot bởi những đợt lính là liên tục đẩy vào. Riot phải ở đây phải phòng thủ, thì ở khu vực đường cánh này đang không có sự hỗ trợ đến từ Riot ra các khu vực đường khác nữa. Rồi, và Hoài Ninh vẫn đang giữ được một cái thế phàm. Nãy giờ người bị bắt thì chủ yếu là Coyote mà thôi. SK cũng đã phát hiện ra sự khó khăn của Coyote, nên thời điểm này thì cũng đã giành được một vài sự quan tâm nhiều hơn dành cho vị trí của Coyote rồi. Vì vậy cả hai trợ thủ của bên phía Huawei Sport thì vẫn đang đảm bảo được cái mạch farm của mình. Và huyết kiếm là đã hoàn thành xong đến từ bên phía Coyote. Món trang bị thứ hai anh ta đang muốn hướng đến cái súng từ trường để có được lượng chí mạng triệt để. Đây là pha combo xuống khu vực đường dưới, đánh thường giữ chân, thủy lôi tầm nhiệt cũng đã được triển khai, thiếu đốt được sử dụng rồi, và mạng được nhường dành cho vị trí của T3. Hiệu khống chế đang là rất khó chịu đến từ DC ở thời điểm này. Và đây thì chúng ta đang có một phát nhiều chặn đầu nữa, nhưng đây là một thằng cổ lọc cước tốt đến từ vị trí của Haku. Haku mất rất nhiều máu, có sợi xích tội lỗi đã một lần nữa. DC xin qua Coyote đã phải lấy bản điểm số, nhưng vẫn đang có SK vẫn đang có một tình huống tầm biến qua bên kia tường để có thể thoát đi được. Cách đường trên chúng ta đang hơi lủng trong việc là kiểm soát lượng tầm nhìn và để cho đối phương có được những khả năng tràn vào rừng một cách tương đối là dễ dàng. Nhưng ở khu vực đường dưới thì chúng ta cũng đã trả ngược lại bằng việc là lấy trục thành công. Và như vậy thì nó chỉ ở dừng lại ở một tình huống trao đổi về cả điểm bạo cục cũng như là ở cánh trụ mà thôi. Và trận thi đấu này thì bên phía của Solo Leveling quyết định đánh theo dạng là không cho Coyote chơi game. Họ đang từ những lượt cấm rất nhiều vào những trận tướng để Coyote có thể mang ra khu vực đường giữa. Cho đến vận hành ở trong trận thi đấu này thì những pha gành, những pha quét mắt và những pha kiểm soát của Solo Leveling vẫn hướng đến Saya trong tay của Coyote. Nhưng Coyote có lẽ cũng sẽ không buồn, anh ta sẽ có được khoảng trống để Hoài Ninh có thể được farm. Và đổi ngược lại thì Jun cũng đã bị dính combo tối hậu thư khu vực đường giữa và bị dồn sát thương bởi 4 thành viên. Con rồng thứ hai trận thi đấu đang nằm trước quyền kiểm soát đến từ bên phía của Huawei Sport. Mất đồng hồ ngưng động đó là Fay. Sau đó anh ta sống dậy thì bị hất tung lên bởi xung kích bóng cháy. Có cả thảm lửa căng ngang đến từ Hoài Ninh và hơi sâu. Anh ta vẫn còn cho mình một lần thảm lửa. Và Lee Sin không thể đu thêm một lần nữa với cú sóng âm vô ảnh cước. Và double kill dành cho vị trí của T3. Chúng ta lấy được 4 điểm hạ gục trên tình huống vừa rồi, và chắc chắn con rồng sẽ thuộc về Huawei Sport. Tiếp tục là một tình huống nữa khởi đầu đến từ cái tối hậu thư của T3 để có thể hạ gục đi người chơi mạnh mẽ nhất bên phía đội hình của Solo Leveling. Trong cả hai ván thiếu thì có lẽ rằng Jun đang là người thi đấu ổn định nhất của Solo Leveling. Những thành viên còn lại đang chưa thực sự có một màn thể hiện tốt, đặc biệt là đó là cái tên Choya. Chúng ta thấy chưa thấy Choya có nhiều những pha xử lý hay, mà thay vào đấy là sự khó chịu với những tình huống bắn mũi tên xuyên phá theo kiểu quay quay này. Từ nãy giờ thì anh ta quay liên tục, tôi không hiểu rằng anh ta có mỏi tay hay không. Okay. Rồi, nhìn lại pha này thì cũng khá nguy hiểm dành cho Hoài Ninh. Nhưng cũng may mắn cho anh ta là cái tốc độ sát thương và Lee Sin là đủ ổn, cho nên anh ta không bị dính cái vô ảnh cước ở lần thứ hai. Vì vậy Hoài Ninh sau một cú thảm lửa mở ra tranh thì anh ta vẫn có thể thoát về với một ngưỡng máu an toàn. Và đây là pha công trụ ở khu vực đường trên dành cho vị trí Coyote. Không có bất kỳ một sự phòng ngự nào đến từ Solo Leveling cả. Chắc chắn là sẽ là trụ dành cho Coyote với cái lần tấn công này rồi. Và thậm chí là trước đó, à không, đây không phải là một pha cướp bùa xanh, mà bùa xanh được ăn từ trước đến từ viên vị của Haku. Chúng ta chỉ cướp một con cóc trong phần rừng của đối phương mà thôi. Cố gắng cướp đốt cóc để có thể kiểm soát hoàn toàn lượng tầm nhìn ở khu vực cánh đường trên. Và bây giờ thì sẽ là một tình huống tràn trụ, một tình huống băng trụ để có thể lấy được mạng của Choya chăng. Chúng ta vẫn đang cố gắng bóc đi cái áo choàng bóng tối của Choya trước khi mà băng vào trong pha thi đấu này. Và Dương Hiệu Triệu được gọi chưa bóc được áo choàng bóng tối, nhưng sẽ là đủ để ép lui bộ đôi bên phía Solo Leveling ra. Và qua đó thì chúng ta cũng sẽ có trụ ở khu vực đường giữa.
Sau đấy thì tiếp tục cùng với Haku, đó là phía của Jun, tổng cái sẽ có một đường dưới này đẹp để thêm một cái trụ nữa dành cho bên phía đội của Solo Leveling. Đây đang muốn bắt lại, đó là vị trí của Haku. Haku không về được trong pha thi đấu này. Haku vẫn đang thể hiện sự khó chịu khi mà việc anh ta làm ở trong trận thi đấu này là anh ta đang liên tiếp đánh sang hai cánh. Và mặc dù là tình huống vừa rồi anh ta cũng đã phải nằm xuống, nhưng những bước đánh sang hai cánh vừa rồi của Haku thì nó đều mang lại những tác dụng hiệu quả. Đầu tiên là khiến cho Coyote phải nằm xuống rất nhiều. Chúng ta đến với tình huống này đã phây tiếp tục là mục tiêu bị tấn công, chúng ta đổ chúng ba. Nhưng cái chiều cuối đến từ vị trí của Choya thì lại quá chính xác cho tình huống vừa rồi và cả khó chịu nữa khi mà giữ chân được khá nhiều thành viên bên phía Huawei Sport. T3 đến đá móc phi thân qua phía bên kia vừa tường tạo thành khoảng trống để cho Hoài Ninh có thể đánh ở phía sau. Tốc thư lên đầu của đó là vị trí của Rias. Rias vẫn thoát về với một chấm máu, run được thoải mái bắn gục được một người đến từ bên phía Huawei Sport, đó là vị trí của Dixin. Sắt đào hai xạ thủ đến từ Solo Leveling được chơi thoải mái cho tình huống giao tranh vừa rồi. Và đặc biệt là ở ba điều đấy là cái tình huống mà Dixin xin lỗi khiến cho Coyote chưa kịp sử dụng cho mình, đấy là chiều cuối để có thể là thoát ra khỏi tầm chịu ảnh hưởng bởi lượng sát thương dồn của đối phương. Và chúng ta đang phải chứng kiến các thành viên của Solo Leveling ăn đi cho mình ba đội đầu tiên trong pha thi đấu này. Một cú qua dấu hiệu triệu hút được vị trí của Haku lên, nhưng chưa có sát thương để có thể là dứt điểm với con Baron này. Và đối phương vẫn đã có được Baron, một tình huống có được cả thêm tiền thưởng mục tiêu nữa sẽ giúp cho đội hình của Solo Leveling sẽ rút ngắn được khá nhiều về mặt lượng tiền. Và bây giờ thì cái chênh lệch về mặt lượng tiền nó chỉ còn lại 2.000. Có vẻ như tình huống đánh vừa rồi chúng ta tràn vào trong rừng bùa xanh của đối phương và ép đánh ở thời điểm mà chưa kịp hồi chiêu cuối đến từ on trong tay của SK thì phải. Vì vậy chúng ta đã thiếu một cái chiêu thức khá quan trọng, và nếu có thì đó sẽ là một cái góc khá đẹp để cho cái hỏa dương hiệu triệu nó hoàn toàn trở thành một đột biến giao tranh và giúp cho bên phía Huế Sport có được lợi thế với một cái chiêu cuối diện rộng mà ở trong một cái góc hẹp như vậy. Và đổi ngược lại thì bên phía Solo Leveling lại có những tình huống đánh trả một cách rất hợp lý và hiệu quả với cú chiều cuối đến từ vị trí của Choya. Sự xin tội lỗi ở trong một cái góc khá hẹp, và chính bên phía của Huawei Sport lại là người bị gặp bất lợi hơn ở trong cái địa hình vừa rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta muốn đánh và tiếp tục lựa chọn vị trí của Fay. Fay là một người chịu là đủ lâu và anh ta cũng đã phải lên bàn điểm số rồi. Lựa chọn mục tiêu tiếp theo là Rios. Bây giờ lại hồi hỏa dương hiệu triệu, lần này hút tung được hai người, tốt, tạo thế đánh để cho bên phía Huawei Sport bắt đầu đánh tràn ngược lên. Coyote và cả vị trí của Hoài Ninh được thoải mái chơi. T3 bị dồn sát thương và tiếp tục là Choya cũng đã gỡ được lại điểm hạ gục dành cho Solo Leveling. Chúng ta cũng đã mất đi khá nhiều những chiến thuật quan trọng trong nhịp vây bắt đợt 1, và bây giờ thì đang tiếp tục cái tình huống mà Jun xả xạ tường lớn đi của mình, nhưng ngay ta đang gặp sự khó chịu với hai xạ thủ, một tình huống 2-2 ở trong vai trò xạ thủ của chúng ta là người chiến thắng hai cung đường Jun. Một tình huống sát đáo rất cần thiết ở thời điểm này, và đặc biệt rằng ở với tình huống đánh đồng ngược trở ra khi mà đối phương đang có bùa lệ Baron cũng sẽ giúp cho đội hình của bên phía Hua không chịu những thiệt hại về mặt lượng công trình. Chúng ta vẫn đang giữ được trụ hai ở khu vực đường trên và khu vực đường giữa. Và đặc biệt là còn 20 giây nữa thì một mục tiêu cực kỳ quan trọng nó sẽ ra. Đây cũng sẽ là một mục tiêu mà mặc dù thế trận thì đang là liên tiếp lật ngược đến từ cả hai bên, nhưng chúng ta có con này thì cái tỷ lệ thắng nó sẽ là khá chắc dành cho bên phía của Huawei Sport, và khả năng hồi phục tuyệt vời đến từ một linh hồn dòng nước sẽ là điều kiện để giúp cho Huawei Sport giành được chiến thắng. Hoài Ninh cầm sẵn cho mình gói hàng, tốc độ chạy là khá nhanh, di chuyển ra đây cắm cho mình một con mắt không bị phá đi, vẫn có đủ thông tin dành cho bên phía Huawei Sport. T3 đã có mặt kịp thời. Chỉ cần hai người chơi là đủ áp lực khiến cho bên phía đại diện Hàn Quốc không dám ăn rồng. Và đội hình của Huawei Sport đã tập trung tại đây với cả người chơi đi rừng, đó là Dixin rồi. Hoàng Ninh sắp hết thời gian hiệu lực của cái thảm lửa. Vì vậy Huawei Sport đang rất muốn đánh ở thời điểm này. Fay tiếp tục là người đứng cao. Haku đang giấu đi sai. Và Fay bắt đầu lao vào mở giao tranh rồi. Thùng rượu đổ tung ra. Hoàng Ninh chưa tung thảm lửa. Hỏa dương hiệu triệu được sử dụng. Nó nhắm vào người chơi đang càn và lên rất cao đó, vì Sirius. Sirius còn một chấm máu bị nhốt lại bởi tối đầu tư và bị hạ gục. Rừng của đối phương cũng đã phải nằm lại. Và bên phía Huawei Sport lấy được hai điểm hạ gục Fay out giao tranh. Chỉ còn lại hai xạ thủ mà thôi. Linh hồn rồng dành cho bên phía của Huawei Sport. Mũi tên xuyên phá vừa rồi thì cũng đang là rất áp lực đến từ Choya. Một tình huống bắn mũi tên xuyên phá mà chúng ta suýt nữa thì mất đi đến hai người chơi yếu máu ở trong pha thi đấu đó. Đấy thì Choya ở đây solo cùng với cả vị trí của đi xin liệu rằng có được hay không. Đấy có cả Coyote đến chắc chắn sẽ có điểm hạ gục của Choya. Chúng ta sẽ đuổi tiếp ở trong pha thi đấu này hay không? Vẫn đang muốn truy đuổi nhưng không, quyết định là bỏ bởi thế đánh dần sâu đang là một thế đánh gây cho chúng ta khá nhiều những sự nguy hiểm ở trong nhịp thi đấu trước đó, và chúng ta đang muốn đánh trận để có thể lấy thế trận ngược trở lại. Rồi, và sau cái linh hồn dùng nước vừa rồi thì có lẽ là cái sự tự tin nó cũng đã hoàn toàn quay trở lại dành cho bên phía của Huawei Sport rồi. Những pha cấu rỉa máu trước tiền giao tranh với Varus thì gần như là phế, khi mà khả năng hồi phục liên tiếp dành cho Huawei Sport nó sẽ khiến cho những tình huống cấu máu của Choya không có quá nhiều tác dụng nữa. Bây giờ chúng ta quét đi những bãi tài nguyên trong phần rừng của đối phương, đẩy cao đợt lính ở cả ba đường, phá hết mọi lượng tầm nhìn và ép đối phương phải đánh ở trong một tình huống kiểm soát con Baron là sẽ chiến thắng dành cho Huawei Sport. Chúng ta cũng sẽ cần những cái tình huống mà cầu gì ở làm mềm đối phương trước đến từ một con có khi
các thiên hướng sức mạnh phép thuật của Hoài Linh ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt rằng chúng ta di chuyển thế macro khi mà không phải là bốn tập trung cả năm người mà sẽ là thế 4-1 để đẩy ở cùng cánh đường dưới, đó là T3. Thời điểm này thì có lẽ T3 đã khóa khẽ rồi, vì có thung diện đồ hất tường của Hoài Linh về, nhưng Faye đã chịu quá nhiều sát tường, Faye đã phải nằm xuống. Ao giao tranh đó là vị trí của Ju, nhưng là cố gắng đổi mạng đây đến từ vị trí của Haku không thành công. Chúng ta đã có được rất nhiều những điểm vào cùng rồi, và bây giờ thì T3 cũng đã đến, đối phương chỉ còn lại một mình Ju đang phải chạy trốn mà thôi. Người đang phòng thủ trong bậc thềm nhà chính của đối phương đó là vị trí của Riot. Khi mà Jun nằm xuống thì gần như chúng ta cũng sẽ có chiến thắng ở trong ván tiêu thứ hai này, bởi một mình con cá sấu Raiden của Riot sẽ chắc chắn là không đủ, và đường lính khu vực đứng dưới đang chưa có, chúng ta đang băng trụ, chúng ta đang muốn lấy nốt băng A của Riot để tấn công dứt điểm ván đấu này cho nó dễ dàng hơn cũng như là trọn vẹn hơn, nhưng có lẽ sẽ là không cần bởi thế lính khu vực đứng giữa đang là quá đẹp rồi, và sẽ là 2-0 dành cho bên phía của Huawei Sports. Và vẫn là một sự chênh lệch tuyệt đối về điểm hạ gục, 23 mạng dành cho bên phía của Huawei Sports và chỉ có 9 mạng dành cho đội hình của Solo Leveling mà thôi. Mặc dù thì cũng đã có một vài những cái thời điểm mà chúng ta bị